kinh chưa anh em? Đúng cái mình đang định làm đây, cái kiểu là phim Trung Quốc ấy. Làm kiểu là mình bắn phát xong là nó phun nữa ấy. Ây yo, xin quay trở lại với channel Cáo Ca nha anh em ạ. Hôm nay mình đã có một vũ khí sinh tồn mới anh em nhá. Nói chung thì mình làm cũng đơn giản thôi anh em. Đó chính là mình mua một cái tre, sau khi đó là mình vót cái cung này anh em này. Đáng lẽ thì hôm nay thì mình cũng định vác đi sinh tồn đấy anh em. Nó muộn quá. Cái hiện tại chỗ mình nó rất là ít động vật nên là không mà nào sinh tồn được, nên là mình sẽ test cái súng này trước anh em nhá. Thôi, cái này gọi là cái cung anh em ạ. Mình làm cái cung này anh em nhá. Là mất khoảng tầm hơn 2 tiếng anh em ạ. Anh em biết lâu không? Đáng lẽ là mình định làm dài được cơ. Làm bị lỗi. Ban đầu mình làm dài ra thì là không thể nào bắn được tại vì nó khá là dài ấy. Nhưng mà bây giờ ngắn này thì mình nghĩ sẽ rất là chuẩn. Ban đầu là mình cũng định quay mình chế tạo cái cung này cho em xem, nhưng lại mất là nhiều thời gian quá, mất 2 tiếng khéo hơn anh em ạ. Một cái cung này thôi, một cái tên thì chưa tính em nhá, tên là phải vót là chuẩn. Đáng lẽ mình cầm găng tay xuống thôi, tí về nhà lấy sau. Làm này nó vẫn hơi đơn sơ tí anh em ạ. Hôm nay mình đã quyết định trổ tài cho em xem cái khả năng thiện xạ của mình như nào. Nói chung mà có tiền anh em sắm hẳn con ngựa, có tiền vi ngựa bắn cung, hết tiền ngồi xổm chúng ta lại lấy chun bắn ruồi. Sống mà anh em, test cái cung này cho anh em xem nhá, thiện xạ luôn anh em ạ, chất luôn, uy tín luôn anh em ạ. Bắt đầu làm cái cung này anh em, mình cũng không nghĩ là mất nhiều thời gian như vậy đâu. Nguyên một cái cây tre đấy anh em ạ. Ui à, với lại cái tên này mình làm nó hơi dài. Đây, lông gà anh em nhá. Hôm nay muộn quá, không kịp làm anh em ạ. Anh em nhìn mình uy tín chưa? Đó, hôm nay xung vườn chuối mình test cho anh em xem. Đấy, rút tên ra này. Xong rồi chúng ta test quá. Kéo căng bắn anh em nhá. Anh em trông mình trông giống thợ săn không? Ui ôi, ăn ngay anh em ạ. Kinh vậy. Đây mình test cho anh em xem đấy. Một phát dính này. Đừng có đùa. Phát này là căng lắm anh em ạ. Đấy. Cầm này anh bắn vào tay đó. Ui. Nó chết anh em ơi. Nhìn trông uy tín luôn anh em ạ. Đó anh em. Nói chung thì cái cung này chơi cũng được. Nó khá là hay anh em ạ. Mà tên này nó hơi dẻo, nó dẻo quá. Nó dẻo nên là nó không được cứng ấy. Đợi khô nó mới cứng được chứ mà cái này nó dẻo lắm. Biết ngay rồi. Nói chung cái cung này mình mới làm đấy anh em. Tên nó không được chuẩn, nhưng mà bắn nghịch được anh em ạ. Nào săn gà hàng xóm anh em nhá. Săn gà, ừ đấy. Đấy, biết ngay rồi, nó dẻo quá. Được này, cái này được, cái tên này đẹp. Đấy, biết cây vắt, tên này đẹp, ăn ngay anh em ạ. Khó quá anh em ạ. Nói chung thì mình có vũ khí để bảo vệ tay đúng anh em ạ. Cái này ban đầu mình làm bị lỗi, xong rồi sau là mình cắt ngắn lại, nên là nó được như này. Được rồi, có cái vũ khí bảo vệ tay rất là tuyệt vời. Nhìn phát biết ngay dân chơi anh em ạ. Thiện xạ luôn. Úi dồi, xin rồi. Xiên táo cái khác anh em ạ. Sợ chưa? Em xem này, xiên táo cái khác luôn. À đấy. Úi, được rồi. Được chưa anh em? Nói chung thì bắn rất là phê anh em nhá. Nãy là mình chỉ test thôi, bây giờ thì mình sẽ săn thật cho anh em xem này. Đó. Này chuyên mục test súng. Bắn. Bắn. Ăn tên. Ok anh em. Bắn. Hay đấy. Rồi. Cái cọng quá. Cái cọng quá khó trúng rồi anh ạ. Biết ngay. Cầm quá khó trúng anh em ạ. Nó xiên vào cái đây. Cầm quá. Thế này thì bắn được. Bụt quá. Em nhìn được chưa? Uy tín luôn anh em ạ. Đó. Trông rất là hay. Nghịch vậy thôi nhưng mà đó, hôm nào đi săn anh em nhé, hôm nào mình làm lại cái tên này. Bây giờ thì mình sẽ test cho em xem là cái độ bay xa nó như nào anh em nhé. Lên trời. Xa quá, rơi rãnh rồi. Bay xa cầu thế mà vẫn cắm đất anh em này. Đấy. Mình cũng định quay video chế tạo cái cung này cho anh em xem, nhưng mà nó bị mất nhiều thời gian quá, mình lại khó quay. Nó cũng đơn giản thôi. Cắt chặt tre cân hai đầu, xong là mình buộc căng cái dây ra thế là được, không làm cái tên nữa. Nên lý thuyết như vậy nhưng mà làm thì nó mới khó anh em nhé.
nó dẻo ấy, nó khó trúng. Căng luôn. Đẹp chưa? Úi giời. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Ảo rồi đấy. Được chưa anh em? Đó, 1, 2, 3. Cái này mới đảo đây. Đấy, cái này mới gọi là đảo luôn. Đảo thật sự. Này, cắm vào đây không cắm được kìa. Cắm không cắm được, cái rảo quá. Ui, sâu quá. Ui, xịt rồi. Anh em nào mà muốn làm cung ấy thì thực sự là cái này đấy, mua một khúc tre rẻ rồi, mua cả cây thì có 15.000 một cây, sau cái đó anh em vót ra làm cũng được. Nhưng mà mình khuyên anh em là lên chọn tre tươi anh em nhé, chứ đừng chọn tre khô. Tre khô nó không có độ dẻo đâu, tre tươi mới độ dẻo thì mới bắn được. Wow. Tên kia mình làm dài quá, cái nó làm ngắn ngắn này vừa anh ạ. Mấy cái dài nó khó trúng. Có cái này là chuẩn rồi. Ngập táo luôn. Căng chưa? Căng chưa? Mút mút. Rồi. Đẹp chưa? Nên nữa. Rồi. Nặng quá anh ạ. Thế có bắn được đây. Trời ơi, nguy hiểm quá. À, chết rồi, rụng rồi. Thất bại anh em ạ. Mình làm vài phát thì vẫn bị thất bại. Kinh chưa anh em? Đúng cái mình đang định làm đây, cái kiểu là phim Trung Quốc ấy. Nhưng mà nó không thành công. Anh làm kiểu là mình bắn phát xong là nó phun nữa ấy. Nhưng mà không được anh em ạ. Nói chung là phim Trung Quốc là diễn anh em nhé. Tên dẻo quá anh em ạ. Xem tên này, dẻo thật sự. Khá là dẻo. Bắn phát là con đung đưa. Nhưng mà căng khuyết đấy. Cũng được. Úi giời. Tùy từng trường hợp thôi, chứ mà khó lắm. Đây, test cho anh em xem thế, bắn như thế mà nó vẫn bị xịt. Nói chung thì nghịch tí anh em ạ. Mệt thật. Bây giờ cũng gần muộn. Bắn cái chỗ này xuất phát tối luôn. Anh em mới ghê không anh em? Đó.
Nay test cái cung ở trước hôm nào thì mình làm lại tên để mình đi săn anh em xem. Nói chung thì kéo này thì bao căng luôn, bao phê luôn. Đó. Rất là uy tín anh em nhé. Nếu các bạn là cả video là hay, hãy nhớ bấm lên kênh ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cáo chào cả anh em, bye bye, chào anh em nha, bye bye anh em.